Hãy thử xem. Thực hiện ngày 31 tháng 7 năm 2012. Một chút nữa, bạn sẽ bước vào thế giới của sự mầu nhiệm. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Bạn sẽ chứng kiến điều gì kỳ lạ sẽ xảy ra. Bạn sẽ chứng kiến. Một sự thật huyền ảo. Đây là một ảo thuật của David Copperfield. Mặc dầu đây chỉ là một chương trình tầm thường, nhưng nhờ nó tôi có thể đọc được suy nghĩ của bạn. Tôi sẽ đọc được suy nghĩ của bạn. Bạn có thấy 6 con bài khác nhau không? Hãy để ý đến một con. Hãy nghĩ về nó. Chỉ nghĩ về nó thôi. Đừng đụng vô nó. Đừng bấm vào con chuột. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết về con bài của bạn nghĩ đến. Bây giờ bạn hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nghĩ về con bài của bạn đi. Tôi chưa quen bạn, tôi không thể biết bạn đã chọn con bài nào, nhưng tôi biết chắc con bài nào đang nằm trong ý nghĩ của bạn. Nhìn kìa, con bài của bạn đã biến mất rồi. Con bài của bạn đã biến mất rồi. Ngạc nhiên chưa? Tôi mà còn biết được ý nghĩ của bạn, chắc chắn Đức Chúa Trời cũng biết rõ hơn về ý định của bạn nữa. Hẹn gặp lại. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn vui vẻ.